Vị này là Diệp Hạo, tuy là loài người nhưng cũng là khách quý được cha của các vị thần đặc biệt ban tặng thần lực thợ thủ công, tạm thời cho phép tiến vào Hoàng Kim Thành. Chào hai vị tiền bối nha. Thì ra ngươi chính là tên loài người có kỹ thuật đáng gờm ở trong lời đồn. Hoan nghênh nha. Tuy lão tử không muốn biết tại sao cha của các vị thần lại phá vỡ luật pháp để cho một tên người phàm tiến vào Hoàng Kim Thành, nhưng nếu tên tiểu tử nhà ngươi dám cản trở lão tử làm việc thì lão tử sẽ không tha cho ngươi. Ngươi cút đi. Xin lỗi vì cắt ngang công việc của hai vị, nhưng tôi cũng bất lực. Cha của các vị thần yêu cầu tôi trong vòng một tháng chế tác ra ba loại thần khí cấp cao. Tôi không dám lười biếng. Suy cho cùng ai cũng không dám làm trái chỉ ý của cha của các vị thần mà. Cái gì? Nguyên cái thần của thợ thủ công, bọn ta nhiều nhất mới có thể chế tác được một bộ thần khí cấp cao trong vòng một tháng, mà cha của các vị thần lại muốn ngươi chế tạo ra ba bộ trong vòng một tháng sao? Việc này sao có thể làm được chứ? Không ngờ cha của các vị thần cũng có lúc đuôi mù. Một tên loài người thấp thèn mà cũng vọng tưởng có thể chế tạo ra thần khí, đúng là trò cười mà. Cho dù Dương Giả Di Kiếm không tính là thần khí cấp cao gì, nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi chế tác, bởi vì vốn dĩ đây chính là lãng phí nguyên liệu. Ngươi vẫn là mau chóng cút khỏi Hoàng Kim Thành đi, nơi này không phải là nơi mà ngươi nên đến đâu. Đừng nói chuyện khó nghe như vậy. Lẽ nào ngươi không có sự cẩn thận nên có của người thân là thợ thủ công sao? Tác phong làm gì của lão tử trước nay đều là như vậy, cần ngươi quản sao? Hơn nữa chế tạo thần binh tuyệt đối không phải là trò đùa, ta chính là đang bảo vệ thần thánh của thợ thủ công, tuyệt đối không cho phép người phàm này ô nhiễm chứ. Rốt cuộc đó phải là trò đùa hay không thì chỉ bằng hai vị cho tôi thử là biết ngay chứ gì. Nếu thất bại, tôi bằng lòng bồi thường gấp đôi sự tổn hại của nguyên liệu, rồi còn thỏa mãn một nguyện vọng của các ông nữa ha. Trên lại người nhà ngươi là muốn chọc cười lão tử sao? Bồi thường, thỏa mãn nguyện vọng, cái con mẹ nhà ngươi thì sự tưởng rằng được ban tặng thần lực thợ thủ công thì trở thành thần thánh sao? Được, nếu ngươi đã đủ điên như vậy thì lão tử để cho ngươi thử. Nếu thiệt sự thành công thì ta còn có thể tặng một bộ thần khí coi như là phần thưởng vậy. Ngươi có chắc là muốn làm như vậy không? Mỗi một nguyên liệu để chế tạo thần khí đều vô cùng quý hiếm. Ví dụ như là tinh trần dẫn thiết, mảnh giới hoàng đạo, chiến thần cương, vốn dĩ không phải là dùng tiền là có thể mua được nha. Yên tâm đi, trước giờ tôi chưa làm việc mà mình không có nắm chắc phần thắng mà. Từ bản thiết kế có thể thấy, bản thân Dương Giả Chi Kiếm đúng thiệt là thần khí, nhưng mức độ cũng chỉ là tốt hơn cấp truyền thuyết một chút. Mọi phương diện cũng không tính là đặc biệt gì cả. Nhưng về phương diện tính dẻo thì trái lại rất mạnh, dùng để tăng thêm các loại thuộc tính hiệu ứng đặc biệt thì thực sự là thích hợp không gì bằng. Toàn bộ công trình học, rèn học, phù ma học, bảo thạch học đều sắp xếp ổn thỏa rồi. Vậy thì để mình dùng toàn bộ năng lực của mặt tư cộng thêm thần lực thợ thủ công để cải tạo thanh kiếm này thành một bộ thần khí có thuộc tính cấp cao vậy. Ôi trời, nghe ra cũng ra gì lắm. Làm màu mà thôi, nhưng mà kết luân, sao ngươi còn chưa đi vậy? Ngươi không phải bận tới chết từ sáng tới tối sao? Ở lại một chút nữa cũng không sao cả, nhưng quan trọng nhất là ta rất tò mò Diệp Hạo rốt cuộc có thể làm được mức nào. Suy cho cùng cậu ta có thể làm ra trang bị máy giám sát dị thứ nguyên bí cảnh mà trước nay chưa từng nhìn thấy. Cái gì? Không ngờ cậu ta có thể làm được chuyện này nữa sao? Từ sau khi con đường quang phổ bị hỏng thì ngay cả thủy tinh toàn tri của cha của các vị thần cũng không tài nào vượt qua thời gian và không gian để tiến hành thăm dò bí cảnh. Sao cậu ta lại làm được chứ? Tên tiểu tử này vẫn luôn tỏ ra ung dung tự đại. Lẽ nào cậu ta thiệt sự? Đây là... Không phải chứ. Lẽ nào tên tiểu tử đó thực sự thành công rồi? Hơn nữa còn chơi tới thời gian nửa ngày. Thanh kiếm này ít nhất
cũng phải mất 3 ngày 3 đêm mới có thể chế tạo thành công. Đừng nghi ngờ nữa, đi vào trong coi thử thì không phải biết liền sao? Hoàn thành rồi. Dương giả chi kiếm. Dương giả chi kiếm là thanh kiếm chứa thần lực trong truyền thuyết. Chỉ có người có sẵn tư cách dương giả mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó. Tụ biến, thanh kiếm dựa theo nghề nghiệp của người có nó mà biến hóa hình dạng, phát động phương thức tấn công không thể dự đoán. Linh nhẫn, nâng cao toàn bộ thuộc tính của người có nó. Nếu người có nó là thần thì còn nâng cao cả thần lực nữa. Dạng tượng, dương giả chi kiếm sẽ dựa theo thuộc tính của lúc trước của người có nó mà sản sinh thuộc tính biến hóa, đồng thời kèm theo chiêu chí mạng có thuộc tính tương ứng. Dương giả chi kiếm vốn dĩ chẳng qua chỉ là thần khí cấp trung, nhưng hiện tại lại mang dáng vẻ này, hoàn toàn là khí tức của thần khí cấp cao đó. Ngươi không chỉ hoàn thành việc chế tạo thần khí, thậm chí còn tân tiến tăng cường nó sao? Sao có thể chứ? Cách Luân đại nhân, ngày học sau siêu động, coi thử thanh kiếm này thế nào. Được. Đây là ta cảm nhận được thần lực và thuộc tính của thân kiếm và trong cơ thể của ta đang được cộng hưởng. Phân liệt tổ hợp. Không ngờ thiệt sự có thể kết hợp với thuộc tính của ta, biến hóa thành vũ khí mà ta quen sử dụng nhất. Cảm giác này hoàn toàn khác hẳn với bất kỳ thần khí mà ta từng sử dụng. Bất ngờ thiệt mà. Lão tử còn lâu mới tin dương giả chi kiếm có bản lĩnh như vậy, nhất định là thú thuật che mắt gì đó. Cái này, sức mạnh truyền từ cây búa là sao vậy? Giống như trong phút chốc ta đã trẻ lại 200 tuổi, cảm giác lại quay về thời kỳ đỉnh phong. Ta có thể liên tiếp làm việc trong một tháng mà không nghỉ ngơi. Thôi bớt đi, lúc trước ngươi không phải còn khinh thường người ta sao? Nhưng như vậy nó lật mặt rồi, đừng có thèm thuồng nữa, mau trả lại cho người ta đi. Hả? Ta còn chưa chơi đủ mà. Thôi bỏ đi, ta thừa nhận là ta có mắt không trồng. Kỹ thuật chế tạo của tiểu tử nhà ngươi đúng thiệt là rất phi phàm, không hổ danh là loài người có được sự thừa nhận của cha, của các vị thần ha. Tuy tính tình của ta có hơi nóng nảy, nhưng trước giờ đều nói lời sẽ giữ lấy lời. Ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời việc tặng thần khí cho ngươi đâu. Nhưng lão tử chưa ngu tới mức sẽ tặng một thần khí hữu dụng gì đó cho ngươi, chỉ bằng tặng một cái bất ngờ nhỏ nhoi cho ngươi vậy. Nụ cười gian xảo. Nhận lấy đi, tóc dài hoàng kim này chính là thần khí mà ta tặng cho ngươi đó. Hả? Tóc dài hoàng kim? Tóc dài hoàng kim của Seixas. Mái tóc dài xuống mượt được chế tạo từ vàng nguyên chất, có thần lực, phù hợp da đầu, dung hợp sinh trưởng, mãi mãi không thể đụng tóc. Ngươi để lại chơi bận đó, tại sao phải tặng một thần khí vô dụng như vậy cho Diệp Hạo chứ? Cậu ta cũng đâu có hối đâu mà. Ngươi mặc kệ lão tử chỉ nói là sẽ tặng thôi, chứ đâu có thể thốt là sẽ tặng cái gì chứ. Cảm ơn tiền bối, thần khí này của ông rất hữu dụng với tôi đó. Tôi trước giờ đều không ngờ sẽ nhận được món quà quý giá như vậy. Cảm ơn ông nhiều lắm. Hả? Sao lại như vậy? Ý của ta là không cần cảm ơn đâu. Có được thần khí này thì không phải có thể triệt để giải trừ bệnh trầm cảm của tài khoản hối đầu bất diệt rồi. Từ đó không có tác dụng phụ mà sử dụng tài khoản này vô hạn sao? Trong một lần mà có thể làm ra hai thần kỳ vô dụng hữu dụng, lần này đúng là sướng tới tận trời mấy rồi. Chuyến phiêu lưu ở kho bảo tàng, cuộc tiếp theo sao càng khiến người ta mong chờ hơn rồi.